Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Lời đốc ca chúng ta Ha dato vittoria vừa alla hát. sua destra, suo braccio santo. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Il Chúa chúng Signore ta. ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti e ha rivelato la sua giustizia. Chúa đã biểu dương ơn Questo è người cứu vero. độ mà khải đức công chính của người trước mặt chư Signore dân. ha fatto delle meraviglie. Người nhớ lại ân tình và tình Ma nghĩa. quanta fatica. Quanta fatica per le comunità cristiane in portare avanti queste meraviglie del Signore. Abbiamo sentito nel passo degli Atti degli Apostoli la gioia, tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore, perché Paolo, gli Apostoli predicavano con forza Và trong bài e lo đọc Spirito 1 lì trích sách Công vụ Tông đồ chúng ta aiutava. thấy tràn đầy niềm vui. Ma Ngày Sa-bát, quando videro cả thành quella Antiochia moltitudine, tụ i họp lại giudei nghe lời Thiên Chúa. furono ricolmi di gelosia. Bởi vì Giacomo e Barnaba Paolo và Phaolô gioiosi đã contrastavano le tuyên affermazioni xưng di một cách Paolo. mạnh mẽ. Da una parte c'è il Signore, c'è lo Spirito Santo che fa crescere la Chiesa. E sempre cresce di più. Questo è vero. Ma dall'altra parte c'è il cattivo spirito Nhưng mà chúng ta cũng thấy cerca di là distruggere những người la Do Thái thì Chiesa. sinh lòng ghen tức, họ phản đối È sempre Phaolô così, sempre così. và Barnaba. Si va avanti, ma Như vậy luôn luôn poi có hai cái luồng, viene il một nemico luồng cercando di thúc đẩy do Chúa distruggere. Thánh Thần ban ơn hoan Il lạc vui bilancio bình an, sempre làm positivo alla phát triển lunga. cộng đoàn, phát triển giáo hội. Quanta Nhưng mà một fatica, luồng quanto khác lại là dolore, quanto thần dữ, martirio. thúc đẩy, rồi chia rẽ, sinh lòng E ghen tức. questo che è successo qui in Antiochia, succede dappertutto nel libro degli Atti degli Apostoli. Pensiamo, per esempio, a Listra, quando sono arrivati che hanno guarito Enea e tutti credevano che erano dei dei e volevano fare dei sacrifici, tutto il popolo con lui. Poi sono venuti gli altri e hanno convinto che non era così. E come finì Paolo e il suo compagno? Lapidati. Câu chuyện xảy ra ngày hôm nay ở thành Questa Antiochia chúng volta ta nhớ là cũng xảy ra tại các thành phố pensiamo khác al mago Elia mà các tông đồ đã al đến fatto để rao giảng che lời il Chúa. Vangelo non Ví dụ có lần chúng ta nhớ câu arrivasse chuyện hai vị tông đồ đến rao giảng al một thành phố posto. kia, chữa lành cho một người, sau đó được người ta tôn Pensiamo vinh làm thần ai minh padroni di quella và tôn vinh ragazza những công việc vĩ đại mà Thiên che Chúa làm. indovinava. Nhưng mà nhóm khác Questi thì lại sfruttavano bene la ném đá các ragazza. ngài và đuổi các ngài đi. Lei leggeva le mani e riceveva i soldi che andavano alla tasca dei padroni. E quando Paolo e gli apostoli hanno fatto vedere che questa era una bugia, che non andava bene, subito la rivoluzione contro di loro. Pensiamo agli artigiani della dea Artemisa, che perdevano il negozio perché non potevano fare queste statuine perché la gente non le comprava più perché si era convertita. Ví dụ chúng ta nghĩ về tại sao người ta lại chống đối các tông E đồ, tại vì così chúng ta nghĩ una về những dietro người bói l'altra. toán chẳng hạn. Da una Bói parte toán trên tay, bói la toán có nhiều parola di cách. Dio Thì che nếu mà các tông đồ convoca, che va a crescere, tuyên poi dall'altra bố, công bố tin parte mừng như vậy, người ta tin vào Chúa thì la người ta sẽ bỏ cái việc bói persecuzione. toán như vậy, những người đó mất việc Persecuzione cho nên họ grossa bực với perché các tông đồ. Hoặc là những người buôn finisce bán tượng, các thần minh. Thì chúng ta cũng nhớ cacciandoli có câu chuyện via, đấy, họ bị picchiandoli. mất việc cho nên là họ bực với các tông đồ. E qual è lo strumento del diavolo per distruggere l'annuncio evangelico? Và đâu là khi công cụ mà Invidia. ma quỷ thần dữ dùng để Il tấn libro công della hay là sapienza để inizia ngăn chiaro. chặn cái việc loan báo tin Per mừng. l'invidia del diavolo è entrato il peccato nel mondo. Invidia, gelosia. Đấy là lòng ghen tức. Sempre questo sentimento amaro. Ghen tức cay Amaro. đắng. E questa gente Đấy là cái vedeva come công si cụ mà predicava ma il quỷ Vangelo, thần dữ si dùng. arrabbiava. Lòng ghen tức, sự cay đắng, sự giận Si dữ. rodevano il fegato.
di rabbia. E questa rabbia li portava avanti. È la rabbia del diavolo, è la rabbia che distrugge, la rabbia di quel crocifisso. Cũng có loại tức giận làm chúng ta tiến bước, nhưng mà ở đây cái loại tức giận mà hôm nay chúng ta gặp chính là loại tức giận để phá hủy. Sempre. Vedendo questa lotta, anche vale per noi quel detto tanto bello: la Chiesa va avanti fra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del mondo. Và chúng ta, cái cuộc đấu tranh chiến đấu này cũng rất là có ý nghĩa đối với chúng ta, và có một cái câu rất là ý nghĩa, đấy là giáo hội tiến bước, hội thánh của Chúa tiến bước giữa một bên là sự an ủi của Chúa và một bên là sự bách hại của thế gian. Đây là cuộc chiến đấu. Lo Spirito Santo fa l'armonia della Chiesa e cattivo spirito distrugge. Và chúng ta để ý hôm nay đấy là công việc của Chúa Thánh Thần đấy là tạo nên sự hài hòa trong hội thánh, giúp hội thánh tiến bước trong bình an. Còn thần dữ thì gây sự ghen tức, gây lòng giận dữ để phá hủy. Và đến ngày hôm nay vẫn như thế. Che i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e sono andate da queste donne nobili e hanno detto: ma questi sono rivoluzionari, cacciateli via. E le donne hanno parlato ad altre e hanno fatto tutto. Le pie donne della nobiltà e anche i notabili della città vanno al potere temporale. Tất cả những gì đã xảy ra sau đó chúng ta đều đã nghe đọc trong bài đọc 1. Chính sách công vụ tông đồ, những người phản đối lại các tông đồ, rồi họ cũng sách động người khác, rồi cũng lôi kéo người khác, lôi kéo các những nhóm phụ nữ thượng lưu, lôi kéo nhiều nhóm khác để chống lại các tông đồ. Bắt đầu bằng sự giận dữ, ghen tức. Questo che succede in questa chiesa primitiva. Il lavoro dello spirito per costruire la chiesa, armonizzare la chiesa, e il lavoro del cattivo spirito per distruggerla. Như vậy chúng ta để ý rất là quan trọng. Công việc của Chúa là xây dựng, còn công việc của thần dữ là phá hủy. Per fermare la chiesa, distruggere la chiesa, non è che uno sviluppo di quello che accade la mattina della resurrezione. I soldati, vedendo quel trionfo, sono andati dai sacerdoti e hanno comprato la verità. Chúng ta để ý là cái chuyện mua bán ngay cả sự thật của các vị thượng tế. Đấy là cái chuyện ngày thứ nhất trong tuần khi mà Chúa Jesus sống lại, ngày phục sinh, và các lính canh về báo với các thượng sĩ, các thượng tế là không còn Chúa trong mồ nữa, thì họ đã trả tiền cho các người lính để nói dối rằng không biết gì chuyện gì xảy ra, và một chuyện còn lại hãy để cho họ. Họ lấy tiền để mua cả chân lý. Chúng ta rất là cẩn thận. Non cadere mai, mettere la fiducia nei poteri temporali e nei soldi. Chúng ta đừng, trong khi Gesù Cristo, trong khi loan báo tin mừng, chúng ta đừng để mình bị rơi vào, đừng để mình bị rơi vào dựa vào những cái học thuyết hoặc là dựa vào tiền bạc. Lời loan báo của chúng ta chỉ dựa vào một mình Chúa Kitô mà thôi, Chúa Giêsu Kitô, và thần khí của Ngài sẽ ban sức mạnh, sức sống cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Chúng ta hãy nhớ hai điều, đấy là sự an ủi của Thiên Chúa và sự bách hại của thế gian.